hạnh và minh. Lời Phật dạy, giới minh và giới hạnh thành tựu hai pháp này. Này các tỳ kheo đạt đến cứu cánh của cứu cánh. Một, cứu cánh an ổn khỏi khổ ách. Hai, cứu cánh phạm hạnh. Ba, cứu cánh mục đích. Bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người. Tăng Chi Bộ Kinh tập 4, trang 663. Chú giải, xét duyệt qua đoạn kinh này có ba cứu cánh. Một, cứu cánh an ổn khỏi khổ ách là do chánh tri kiến. Chánh tri kiến là sự hiểu biết mọi vật như thật. Do hiểu biết mọi vật như thật nên mọi khổ ách đều được hóa giải. Vì vậy, gọi là cứu cánh an ổn khỏi khổ ách, tức là minh giải thoát. 2. Cứu cánh phạm hạnh là do giới luật. Một tu sĩ sống đúng giới luật, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào là có thể giải thoát ngay liền. Giới ly dục ly ác pháp, mà tâm ly dục ly ác pháp là tâm bất động. Tâm bất động là tâm không phóng dật. Do giới luật mà tâm được giải thoát nên gọi là hạnh giải thoát, tức là cứu cánh phạm hạnh. 3. Cứu cánh mục đích là tri kiến và giới luật. Giới luật ở đâu là tri kiến ở đó. Tri kiến ở đâu là giới luật ở đó. Tri kiến làm thanh tịnh giới luật, giới luật làm thanh tịnh tri kiến. Đó là cứu cánh giữa minh và hạnh, nên gọi là cứu cánh mục đích. Trên đây là nói về giai đoạn mới bắt đầu vào tu tập giới luật bằng tri kiến. Còn ở giai đoạn 2 và 3 thì đoạn kinh này Đức Phật dạy minh và hạnh. Minh và hạnh đạt được là cứu cánh của cứu cánh. Vậy minh và hạnh là gì? Minh là trí tuệ tam minh, hạnh là đức hạnh, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Hay nói cách khác, hạnh là giới luật. Xem thêm Nghĩa Minh Hạnh Túc trang 130. Cho nên, người tu theo Phật giáo đầu tiên cần phải đạt được đức hạnh của giới luật. Đức hạnh của giới luật đó là hạnh ly dục, ly ác pháp. Hạnh ly dục, ly ác pháp là hạnh bất động tâm. Hạnh bất động tâm là tâm định tĩnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng. Từ tâm này chúng ta mới có đủ năng lực nhập bốn thánh định và thực hiện tam minh. Như trên đã nói, hạnh tức là giới luật rất quan trọng cho con đường tu tập theo Phật giáo, phải không các bạn? Không có giới luật thì thiền định và tam minh không bao giờ có. Vì vậy, các bạn nên hiểu hạnh là nền tảng đạo đức của Phật giáo, còn minh là kết quả cuối cùng của con đường tu tập giải thoát của Phật giáo. Nên Đức Phật bảo, này các tỳ kheo đạt đến cứu cánh của cứu cánh. Xin các bạn tu theo Phật giáo nên lưu ý điều này. Hạnh mà không sống đúng thì không làm sao có minh. Người có giới hạnh không thể nào tu tập lạc vào tà pháp ngoại đạo. Thế ai sống không đúng giới hạnh là biết ngay là người ấy tu tập rơi vào tà pháp ngoại đạo. Cho nên, minh và hạnh là thước đo sự tu tập của tăng ni và cư sĩ, là tiêu chuẩn duyệt xét sự chứng quả của họ. Do đó, những người tu giả, tu thật, chúng ta đều biết rất rõ. Biết rõ để làm gì các bạn? Nếu người thật tu, thật chứng, thì chúng ta xin được thân cận. Nếu người tu giả, thì từ giả xa lánh.